Đây là cái video 97 triệu lượt xem mà tôi muốn cho các bạn xem này. Okay, so he has an egg right now. He's dropping it into the middle of the pan. Very gentle. No egg whites, just the yolk. And he's getting a glass cup. Cái video này có làm bạn bị ngủ không? Cái video này có làm bạn bị đần độn không? Tại sao cái video này lại có 97 triệu view thì chắc là chúng ta sẽ cùng nhau bàn luận. So he's moving the yolk across the pan, across the egg whites. Okay. What's up? We have 1.4. Trước khi mà chúng ta quay lại video đấy thì chúng ta có thể gặp được chủ nhà trước được không ạ? Paul Vũ. Anh cười tươi thế. Anh vừa bù bóng cười. Amazing videos. Trong đội Powerpuff Girl này. Đây là Sam tóc cam này. Đây là Clover tóc vàng này. Đây chắc chắn là một nhân vật giới tính không biết là như thế nào, nhưng mà lúc nào cũng xấu nhất trong team ấy. Một nhân vật rất là xấu mà không ai chọn nhé. Trông anh thể trông anh giống chị gái anh ấy. Anh Vũ ở đây chắc là từ Mẹo đúng không? America man. Holy shit man. God. Bitches. Chicken chow man. Mỗi ngày anh up phải đến 5 cái video một ngày. Mẹ anh giàu đéo, anh giàu vãi lên vậy, cho em giàu với chứ. Rồi quay lại với cái video vừa nãy. Snack, meal, whatever you want to call it, it's delicious, okay? Đổ là không đổ hết, anh lại để dành chát lên tóc anh sao? Yes. Would you guys like to see him finish the product, okay? We have blue. Có nghĩa là tôi hiểu được cái concept của cái video này nó đang chạy đến đâu rồi. Anh trai bây giờ đang cố gắng đánh cái trứng này để nó trở nên bông hơn đúng không? Trứng bông là một cái kiểu làm và một cái kiểu ăn mợn. Ăn nó không khác gì một cái tã vào một cái ngày trăng máu cả. Cái cách làm của cái món trứng bông này nó cũng rất là kỳ công, cho nên là tôi nghĩ rằng là cái video này nó đánh vào cái thị hiếu phần lớn của con người, đó chính là cái sự tò mò. Như tôi là một cái người mà không hề biết nấu ăn, tôi chỉ biết cầm quả trứng và đập vào nồi nước sôi, đếm từ 1 đến 10 và mong chờ tất cả những cái gì tốt đẹp nhất sẽ xảy ra trong quả trứng. Cho đến khi nào tôi vớt và tôi cắt ra ở phía giữa thì tôi có thể nhìn thấy được cái quá trình thụ tinh của đàn gà đúng không ạ? Ai cũng có một cái kế hoạch đấy rồi, nhưng mà các nhân vật ở đây vẫn thấy rằng là cái việc làm quả trứng bông này nó chưa đủ kỳ công. Các anh thêm có mẹ vật phẩm màu vào. Hóa ra đây là những cái content mà con người ở đất nước tự do sản xuất và tiêu thụ đúng không? Tôi vui vì tôi có thể hình dung ra được cái cách kiếm view của anh Paul Vũ nó là như thế nào rồi. Làm một video và thêm màu sắc vào trong đấy. Nhìn nó hồng trà đến mức như thế nào chưa? Tại sao nó lại hồng trà đến mức như vậy? Cái việc sử dụng màu sắc để thao túng mắt xem nó đã xảy ra từ rất là lâu rồi. Không nhất thiết phải khiến tôi ở đây xong rồi nhắc lại cho các bạn là cái việc đấy nó có xảy ra. Wow! Wow. Thật là bất ngờ. Tôi biết là cũng không cần phải nói nhiều nữa rồi. Đây là một cái video nó rất là đần độn đấy. Nhưng thực sự nó có phải đần độn hay không? Tôi để ý nhé. Một cái video 25 phút có một con trâu đồng đánh một quả trứng. Bây giờ chúng ta thử làm toán nhé. 97 triệu view đúng không? Đây là một cái thông tin nó không hề chính thống nhé. 0,13 cho đến 4 đô một video đúng không? 0,13 cộng với cả 4 đô 18. Chia 2 ra chúng ta sẽ giữ ở giữa đi. Giữ ở giữa là tầm khoảng 2 đô mốt. 2 đô mốt nhân với cả 97 triệu view. Hãy cho rằng là mỗi người nhận được một cái quảng cáo đi thì sẽ ra được là 209 triệu. Ở đây có 200.000 lượt bình luận đúng không? Tôi chia cho 200.000 đi. Tại sao chia như thế? Bởi vì cái video này nó bị đần độ. Cái doanh thu này đây là nhỏ nhất nhá, là được 1.000 nhá. Với chắc là bao nhiêu? Chục quả trứng à? Có thậm chí là nó có thể dao động từ 1.000 cho đến 100.000, cái đấy thì không biết được. Cái doanh thu này nó sẽ không xảy ra đâu, nó chỉ có lớn hơn thôi. Không thể nào mà chỉ có 1.000 đô này được. Đây chắc chắn là những cái dạng content mà Max Xuân có thể xem và bắt đầu tụt quần ra, xong rồi sóc lọ trước mặt chúng ta ấy, xong rồi bảo đấy, tiền của tao đấy, lấy đi. Tôi vui vì anh Paul Vũ vẫn giữ được cái dòng máu ma lanh của người Việt Nam. Thật ra là cái bài toán vừa rồi nó chỉ là một cái khảo sát chủ quan thôi, nó không phải là một cái thông tin chính xác. Khi mà nói chuyện về tiền nong thì nó là một cái vấn đề rất là nhạy cảm.
Bây giờ chỉ cần hé mồm ra một cái là mọi người giống như là nhảy cỡn lên trong rừng rồi. Tiên 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 tiên. Tôi cũng không muốn là một cái người mà ngồi đây xong rồi dè bỉu các anh bảo đấy, anh mấy anh ấy làm giàu lắm, mấy anh ấy làm nhiều tiền lắm. Không, tôi cũng chỉ là vui cho các anh thôi, bởi vì là các anh đã thực sự tinh tế kinh tế được Mark Swan. Chê anh tôi đần độ đúng không ạ? Thế thì tôi xin phép giới thiệu cho các bạn nữa một cái video cũng nghịch chứng, 83 triệu view. Lần này thì lòng đỏ nó ở có mẹ mà hết giữa luôn. Cũng giống như là bột bãi cắm lợn luôn. Đần độ nè, đần độ cái mẹ mày à. Sau đây là cái video thứ hai mà tôi muốn cho các bạn xem để chứng minh cái sự đần độ ở cái Facebook của nó là như thế nào. I want you to write on this paper the word that means the most to you in this world. Thứ nhất nha, tôi nghĩ rằng là cái bộ quần áo này không phải là của cô bé, bởi vì nó xuất hiện khá nhiều ở các video khác. I want you to write on this paper the word that means the most to you in this world. Okay. Hãy viết một từ có ý nghĩa nhất với cô. Đoán xem. USA! USA! Don't worry, you'll see it once it's all finished how crazy this is. All and right. I didn't know your word before you started. Yeah, of course, I didn't tell you. Of course. What, are you supposed to guess my word? Or no, no, I know your word now. What is it gonna be? Well, okay, you What is it? Yep, and then we're just gonna light all of this on. It's nice and toasted, made sure everything is perfect. Yeah, now we're gonna just peel the tin foil, okay? Thật chí là giật lần hai luôn. USA! USA! Oh my god! Alright, ready? I'm gonna blow. Yes! What is this? Oh my god! Are you USA! USA! Nhìn lại số view. 152 triệu. Nhưng thật ra ấy, tôi nghĩ video này nó rất là kinh tởm. Cứ nghĩ thử mà xem, một ai đấy lấy bộ quần áo của quân đội để làm mấy cái trò ba lăng nhăng vớ vẩn như thế này ấy, nó là một cái sự sỉ nhục nước nhà. Thật sự nó rất là ghê tởm. Như là nó ở nước Mỹ, ship cho tao ngay một thùng gà rán về tao chấm mắm tỏi cho nó hả hê cái sự. Tôi có tìm hiểu thêm về anh Paul Vũ này thì có vẻ như là anh ấy là một ảo thuật gia, đúng không? Với cái tài năng đấy thì chắc là anh cũng xuất hiện ở trên khá nhiều game show rồi. Nhưng mà có một sự thực khá là đáng buồn. Đó chính là từ một cái con người mà có khả năng nhấc một con thỏ ra một cái mũ, móc đít nó ra được quả trứng gà và đẻ ra được con chim bồ câu, thì anh ấy lại phải làm những cái công việc như thế này, quay những cái video như thế này để có thể kiếm sống, dù có tài năng, dù có giỏi giang đi chăng nữa. Có lẽ là nó chỉ được một thời thôi.